Con xin được cung kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh đại lễ Vu Lan của Hòa thượng Viện chủ Viện Phật học Edmonton, Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Tâm. With the highest honor, we would like to introduce the most venerable Thích Thiện Tâm for his presence and oversee this event. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Pháp Ngộ, Thượng tọa Thích Thiện Bảo đến từ Việt Nam. We also would like to introduce Reverend Thích Pháp Ngộ and Reverend Thích Thiện Bảo from Vietnam. Thượng tọa Thích Pháp Ân từ Houston, Texas. Reverend Thích Pháp Ân from Houston, Texas. Thượng tọa Thích Nhuận Bình từ Massachusetts. Reverend Thích Nhuận Bình from Massachusetts. Thầy Thích Pháp Hòa, chủ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Abbot Thầy Thích Pháp Hòa from Trúc Lâm and Tây Thiên Monastery. Quý Đại Đức trong Pháp hội xuất gia Giao Duyên, Đại Đức Thích Trí Thông, Đại Đức Thích Thái Hiền, Đại Đức Thích Quảng Thuận, Đại Đức Thích Thiện Tài, Đại Đức Thích Minh Lưu. We would like to introduce venerable monks taking part in this year's retreats. Chúng con cung thỉnh giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Mãn từ Colorado. Ni trưởng Trí Định, Ni sư Minh An, Ni sư Huệ Đức, cùng chư tăng ni tham dự khóa tu xuất gia Giao Duyên. We would like to introduce senior nuns and monastics who have taken part of the retreat this year. Đồng thời, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý Phật tử đến từ Hoa Kỳ, Pháp Quốc, Úc Đại Lợi, Việt Nam, Edmonton, Calgary và các vùng lân cận. We would also like to welcome our lay friends from France, US, Australia, Vietnam, Edmonton, Calgary and all surrounding areas. Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Tiếp theo đây, chúng con cung kính bái thỉnh Hòa thượng Viện chủ ban pháp từ cho đại lễ Vu Lan hôm nay. Please join me for a warm welcoming of the most venerable Thích Thiện Tâm, the president of the Edmonton Buddhist Research Institute. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng già, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa đã về đây tham dự khóa tu cũng như tham dự đại lễ Vu Lan năm thứ 2566, phải không? Thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm của cái ngày đại lễ rất là đông như thế này, tôi rất là xui sướng vì cái truyền thống hiếu hành vẫn còn được lưu truyền mãi mãi về sau. Đây là một truyền thống xưa nay đã khởi đi từ cái thời Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ, đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp đền đáp ơn sâu nghĩa cả của mẹ. Cho nên Đức Phật mới nói kinh Vu Lan, Đức Phật mới nói kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Kính thưa quý vị, từ đó ngày lễ Vu Lan được hình thành bên cạnh sau cái ngày lễ an cư kiết hạ của chư tăng. Và trong ngày lễ an cư kiết hạ của chư tăng còn có một cái lễ nữa là lễ
tự tứ. Lẽ tự tứ đó là sao một cái khóa tu, những người đồng tu có thể chia sẻ những cái lời phê bình, những cái lời nhắc nhở, rồi khuyến tấn nhau trên bước đường tu học. Thì hôm nay thưa quý vị, tôi muốn nói đến một cái điều mà có lẽ chúng ta đều có cảm nhận được. Khi nói đến ơn đức sinh thành của cha mẹ, mình là một người Phật tử thì không làm sao bùi ngùi cảm nhận sự thiếu sót của mình, dù mình là người Phật tử tại gia hay là người xuất gia. Hôm nay ba mẹ tôi mất hết rồi. Mỗi lần Vu Lan đến, lòng bùi ngùi khôn tả. Tôi biết thuở xưa những vị đại đệ tử của Đức Phật đã làm tấm gương cho chúng ta noi theo, và Đức Phật cũng đã có chia sẻ những cái tiểu truyện về tiền thân các vị đó. Thưa quý vị, Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Ngài mất ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng bi đát. Ngài biết cái đó là cái nghiệp của mình đến rồi. Thành ra Ngài đã để cho những người mà họ có ân oán với mình đó quăng đá từ ở trên cao đó xuống đây giết Ngài và lấp Ngài lại. Quý vị có biết rằng cái đó là do cái nguyên nhân nào để xảy ra một cái quả như vậy không? Ngài Mục Kiền Liên biết, Đức Phật biết, các vị A-la-hán, các vị Bồ-tát biết. Bởi vì trong tiền kiếp, Đức Mục Kiền Liên còn là một người đời chưa biết tu. Cho nên một hôm khi người mẹ già yếu, cha mất rồi, mẹ quá già yếu, rất là lẩm cẩm, mà đồng thời cũng quên trước nhớ sau, có nhiều khi nói nó không có đúng. Con cái trong nhà cũng có quan hệ lắm, đặc biệt là đứa con dâu, nó thấy như vậy cho nên đề nghị thôi anh ạ, để mẹ ở nhà tôi thấy mình rất là vất vả, thôi thì bây giờ mẹ đã già yếu quá rồi nên cho mẹ đi đi. Thế là vì vậy mà hai vợ chồng mới làm một chiếc xe gỗ rồi đẩy mẹ ở lên trên núi. Lên tới trên núi rồi thì định đổ mẹ xuống cho tự ở trên núi mẹ lăn xuống để mà chết. Lúc đó hai vợ chồng bày ra một cái kế là đổ thừa cướp để hai vợ chồng thoát và bà mẹ thì ở lại chết. Thì thưa quý vị, bà mẹ tới lúc mà gần chết rồi đó vẫn nhớ hai đứa con trai của mình và con dâu của mình, mới nói coi con đừng quên chiếc xe, con hãy giữ chiếc xe đó để sau này con làm của nhà nghèo mà. Thưa quý vị, cuối cùng người con trai bất giác tỉnh ngộ, khóc lóc và trở lại đem ngoại về, đem mẹ về để nuôi dưỡng tiếp tục. Nhưng một cái ý niệm thôi, một ý niệm nhỏ đó thôi mà vẫn đưa đến một cái quả báo. Hôm qua, hôm kia, những ngày tháng mà tôi đã có giảng về duy thức, những hạt giống đó không mất đâu thưa quý vị. Mình đối xử với cha với mẹ mình như thế nào thì rồi mình cũng sẽ hứng lấy những quả báo tương tự như vậy. Thành ra vì vậy mà ông bị lăn đá chết, vì ngày xưa định lăn mẹ từ trên núi chứ xuống chết, mà ăn năn kịp đó nhưng mà vẫn còn bị quả báo. Và rất nhiều những vị khác trong quá khứ đã từng tạo những cái nghiệp tội bất hiếu đối với cha mẹ, mà những người đó rồi cuối cùng phải bị một cái hậu quả đói khát lang thang. Cho nên hôm nay tôi cũng vậy. Thưa quý vị, đặt chân đến Canada
và kể từ ngày thành lập cái giáo hội, làm cái hội Phật giáo để làm Phật sự suốt 30 năm. Suốt 30 năm đó tôi ròng rã tổ chức làm những việc Phật sự. Và sau này từ năm 2000 tôi giao lại, 2020 tôi giao lại cho thầy Pháp Hòa tất cả những công trình làm việc ở đây đẹp đẽ như thế này, phải nói là công đức của thầy Pháp Hòa, là người đệ tử của tôi. Tôi được nhận một điều là mình bây giờ đã 75 tuổi rồi, thời gian còn lại chưa biết bao lâu, vì vô thường không hẹn cùng người. Vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn, tịch vong, sát ra gì thế. Thành thử, tôi mới nhớ lại rằng khi có một vài sự kiện nó xảy ra ở trong cuộc đời của tôi bừng ngộ. Hôm trước tôi có nói về câu chuyện, không phải là tôi nói xấu đứa cháu của mình, là bà mẹ bị bệnh ở trong bệnh viện, gửi gắm cho tôi hai đứa cháu, hai đứa con đó, mà sau này trở thành thầy Trung Lý, và một đứa bé nữa trở thành cô Thịnh Liên. Bây giờ nó dễ thương lắm. Thưa quý vị, thầy nói cái đó là nói cái nợ, để cho chi? Để đệ tử của thầy nó ý thức. Một khi mà mình đã vay là mình phải trả. Cái ơn của cha mẹ lớn cỡ nào, nếu mà mình bất hiếu, đó một món nợ mà mình vay rất lớn, mà mình phải trả ở trong những kiếp tương lai. Cho nên tại sao kiếp này có nhiều người vừa mở mắt chào đời đã mất mẹ, mất cha, hoặc là cha mẹ đang nuôi giữa chừng rồi bỏ rơi. Tất cả đều có nhân có quả hết, thưa quý vị. Mà không phải riêng về trường hợp của thầy Trung Lý và cô Tịnh Liên đâu. Hai đứa đó nhờ đem về chùa, đem về chùa cho nên có cái sự giáo dục của chùa, cho nên hai đứa nhỏ đã thuần thục trở lại. Một đứa biết đi tu mà tu giỏi, và một đứa thì tuy là không đi tu ở ngoài đời nhưng mà nó cũng rất ý thức. Bây giờ thì rất ngoan, rất hiền, rất là dễ thương, và cũng đồng thời rất là có hiếu. Thưa quý vị, không phải một trường hợp, có rất nhiều những trường hợp. Có những người đến yêu cầu tôi giúp đỡ, mà tôi giúp rồi vẫn đòi thêm và đòi thêm, hình như phải đủ cái số tiền hồi xưa chắc tôi vay đó. Thì tôi mới nhớ được rằng thật sự ở trong kinh có cái bài sám, là sám thảo lư, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Gì nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chớ ham, thị phi phủ sạch luận đàm mặc ai. Tuyết băng mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, rộn ràng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, chia phần riêng cho đó một hòm, để gì đó tiền để lại nhi tôn, rồi bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tuyền khác miền dương thế, quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiêng, tội hành nghiệp khảo liền liền, bao lần thảm độc bao phen đoạn trừng. Bài nó còn dài nữa nhưng mà nói cái khúc đó thôi. Thì thưa quý vị, cho nên cuộc đời thầy đi tu á, thầy đã từng chứng kiến rất nhiều những cái hoàn cảnh mà bây giờ hình như cho thầy cái trực ngộ rồi. Cho nên mình biết tất cả những cái thứ nó xảy ra trong cuộc đời mình là đều có nhân có quả hết. Một lần tôi đi hộ niệm cho một cái đám tang, mà trong đám tang đó người cha mất, các con á, là được cha cho đi du học hết á, học ở Canada, học ở Mỹ, học ở Pháp, và bây giờ lớn trưởng thành rồi, có đứa ở bên Úc, có đứa ở bên Canada, có đứa ở bên Mỹ. Ngày cha mất, mẹ làm đám tang, các con về nó chỉ nhắm vào cái gia tài thôi. Thật sự rất đau lòng.
khi thấy cảnh sát mà vô can dự trong cái ngày tang lễ. Điều đó đã cho tôi thấy thật sự ông cụ lúc còn sống ông hy sinh nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thấy không, đến lúc ra đi ông ra đi một cách không có được an vui. Cái đó là cái nợ đó thưa quý vị, cái nợ lên nó đòi. Cái kiếp này á, làm con của mình nhưng mà đâu biết đó là cái nợ, người chủ nợ đó. Mày thấy không? Thành ra vì vậy mà tôi mới nói với lòng mình là bây giờ phải quay về lo tổ chức tu. Và chỉ có tu mình cảm hóa được những người mà chủ nợ của mình thì cái nợ nó mới giảm bớt. Có trả thì nữa thì cũng trả từ từ, không có nặng nề lắm. Chứ không thôi thì thưa quý vị, trả nặng nề lắm. Tôi thấy có nhiều cái nợ đó, mà đến đòi đó, thì tôi nhớ tới đó. À, có lẽ là ở trong đời tôi là người thích đi xây dựng, xây dựng hết Trúc Lâm, xây dựng hết Tây Thiên, xây dựng nhà dân lão và xây dựng ở những nơi khác. Khi làm là hết mình làm. Và khi làm, thưa vị, mình cũng phải đi vay đi mượn, chứ đâu có đủ tiền để làm. Mà khi mình đi vay đi mượn thì Phật tử thương mình mới cho mình mượn chứ. Và Phật tử thương mình cho mình mượn, có người 20, có người 30, có người 50, có người tới 200 ngàn. Nhưng mà thưa vị, có những người mà họ mất trước khi thầy trả đủ cho họ. Thì thầy nghĩ rằng lúc họ chết họ đâu có biết rằng mình chưa trả đâu, phải không? Thành ra cái kiếp sau họ lại mò tới mình đòi tiếp. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà thầy giật mình, thầy nói thôi đủ rồi, 30 năm xây dựng, 30 năm làm Phật sự, 20 năm tổ chức khóa tu gieo duyên, bây giờ đến đây đủ rồi. Thành ra vì vậy thưa quý vị, thầy chỉ về đây khi có những Phật sự nào cần thiết. Thời gian còn lại thầy muốn để dành cho những cái sự tu tập, nhập thất, để tham cứu giáo lý, tham cứu niệm Phật hay là thiền quán, để cho mình có được một hành trang vững chắc đi về hướng giải thoát. Chứ còn không, tiếp tục làm, chúng ta tiếp tục vay. Mà tiếp tục vay thì chúng ta phải tiếp tục để trả nợ. Mà nhiều cái trường hợp nó đến với mình ghê gớm lắm. Vì mình nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ vật chất trả bằng vật chất, nợ tình trả bằng tình. Tôi thấy rồi, có những người huynh đệ với tôi đang tu ngon lành như vậy, nhưng mà rồi bị một cuộc tình xảy ra đột ngột, ông phải ra để mà trả những cái nợ tình. Đồng thời thưa quý vị, có những người bị mang tiếng, mang tâm. Cái thời ở Việt Nam tôi làm việc trong giáo hội, những bậc tôn túc của mình như là Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Trí Thủ, tất cả những vị đó đều phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng mà nhờ những vị đó là những người xuất gia, cho nên hiểu được cái lý nhân quả duyên sinh rồi, cho nên các vị không màng đến cái vấn đề thị phi nhân ngã. Vì vậy các ngài vượt qua tất cả những điều đó để có cuộc sống an nhàn và giải thoát. Cho nên hôm nay thầy muốn nói với tất cả những người con, tức là đệ tử mình và những đứa cháu, tụi con làm gì thì làm, nên nhớ rằng những cái món nợ mà sư ông đã vay đó, tụi con phải tiếp sức để mà trả. Chứ không thôi á, là thầy trò mình còn trả tiếp nữa, trả dài dài, phải không quý vị? Tại vì mình làm cái gì, làm việc gì cũng đòi làm việc lớn hết á, phải không quý vị? Xây cái chùa cho to, làm cái tu viện cho lớn rộng, làm cái nhà dưỡng lão cho vĩ đại, cái đó đều nợ hết. Nhiều khi tôi nghĩ lại có những người mà tôi chưa trả mà họ đã mất rồi, cho nên tôi nói là nợ ân tình đó
chưa trả. Thì bây giờ có xuống tiền đài cũng chưa tan. Phải không quý vị? Mình có đi xuống tiền đài cũng chưa tan đâu, nó vẫn còn theo mình. Cho nên vì vậy, trong mùa Vu Lan hiếu hành, tôi xin được nhắc nhở tất cả những người tu sĩ cũng như những người cư sĩ, là những người đã biết đạo đó, đang những người biết tu đó, thì hãy nhớ một điều là hàng ngày mình đọc kinh đó, câu hồi hướng là gì, phải không? Yeah. Tổ chức lễ Vu Lan đó, công đức của thù thắng hạnh, phải không quý vị? Cho nên mình nguyện là gì? Nguyện hồi hướng, pháp môn sinh nguyện học, ơn nghĩa sinh nguyện hành, ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoạn, và quả Phật sinh chứng năng. Đó là câu mình phải nhớ, mình phải nhắc nhở mình. Bởi vì ơn nghĩa thì phải đền, bởi vì ơn nghĩa không đền là cái nợ nó sẽ chồng chất, vay một mà trả mười đó. Thành thử cho nên quý vị hãy nên hiếu hạnh với cha mẹ, và đồng thời cũng hiếu hạnh với những người chung quanh nữa. Có nhiều người đang bậc cha mẹ của mình, và có những người đôi khi đến đây họ công quả, họ lo lắng cho chùa, tất cả đều là nợ. Mà người lãnh đạo là cái người lãnh nợ. Phải quý vị? Người lãnh đạo chính là người lãnh nợ. Vì vậy mà cẩn thận, mình làm chồng, làm mẹ hay làm vợ cũng phải ý thức được mình là cái người đương đầu, thì con mình nó hưởng thôi, nó đâu có biết đâu, nhưng mà người mà lãnh nợ là chính mình. Cho nên vì vậy thưa quý vị, là chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Đức Phật dạy mình phải ý thức để mình quán thấy được rằng cái gì nó xảy ra đều có nguyên nhân. Thành ra mình làm việc gì mình biết mình làm việc đó, mình đang hứng chịu một cái quả báo gì mình biết mình hứng chịu quả báo đó, không có chối bỏ, chấp nhận để trả. Phải không quý vị? Trả thì nó mới hết chứ, còn không trả làm sao hết. Trên cái quan trái nó có đến, mình cũng phải chấp nhận trả quan trái. Cho nên tôi mới nói với thầy Pháp Hòa, con à, thầy trò mình cũng có những quan trái đối với Phật tử, đối với những người ở xung quanh mình, thì thôi mình nên giải chứ không nên kết. Vì cái gì nó đến là phải có nguyên nhân, mà đã có nguyên nhân thì phải có hậu quả, mà hậu quả đó nhiều khi thê thảm lắm. Thành thử cho nên hôm nay còn sống ở đây, thấy không? Tan sương đầu ngõ, vén mây cõi trời, vén mây giữa trời đó. Thì thưa vị, chúng ta hãy nhìn nhau bằng con mắt, thấy không? Hiểu biết, thương yêu để cảm thông, tha thứ, chứ đừng cố chấp nữa. Cái gì mà mình cố chấp là nó còn, mà cố chấp về vấn đề nhân quả thì không bao giờ dứt được, nó sẽ tiếp tục hoàn hành mình ở trong cuộc đời này, từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên hôm nay tôi muốn nói một lần sau cùng, đó là tôi mong tất cả các thầy, các cô đệ tử của tôi, cũng như các cháu của tôi và các Phật tử Trúc Lâm, các vị nên nhớ rằng là một người con Phật phải hiểu rõ thế nào là nhân quả duyên sinh. Cho nên mình làm việc gì cũng cẩn thận cái miệng của mình, cẩn thận cái ý của mình, và cẩn thận cái hành động của mình. Vì một khi mình làm cái hành động, một cái lời nói và cái suy nghĩ của mình không có đúng đắn, hoặc là mình có những lời phê bình, những lời mắng chửi, những lời nguyền rủa, đều có nhân quả của nó hết. Cẩn thận, không khéo rồi mình lại tạo cái nghiệp và sẽ tác hại cho mình trong tương lai mà thôi. Tôi từ khi đi tu đến giờ, tôi gặp rất nhiều những hoàn cảnh mà rất là bức xúc, nhưng mà tôi không dám phê bình. Vì tôi biết rằng tôi phê bình có nhiều cái tôi đúng, nhưng mà có nhiều cái tôi nói không sai. Tốt hết là mình nên tôn trọng tất cả mọi người và mọi loài. Vì ai cũng vậy, trong đời này không thể thoát được lý nhân quả. Người đó làm sai, người đó chịu nhân quả của họ. Mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói xấu, mình phản bác,
thì mình chịu lấy nhân quả của mình. Thành ra cho nên thầy xin tất cả những người đệ tử của thầy xuất gia cũng như tại gia hãy lưu ý những điều đó và cần phải cân nhắc và cần phải có ý thức trong việc làm hàng ngày của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng đã ban cho chúng con một bài pháp rất đầy ý nghĩa trong mùa Vu Lan ngày hôm nay. Kính thưa quý liệt vị, mẹ, mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng máu và con tim của chính mẹ. Mẹ là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nếu đời một bể bởi khổ mênh mông, với 566, phải không? Thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm của cái ngày đại lễ rất là đông như thế này, tôi rất là xui sướng vì cái truyền thống hiếu hành vẫn còn được lưu truyền mãi mãi về sau. Đây là một truyền thống xưa nay đã khởi đi từ cái thời Đức Mục Kiền Liên cứu ngài, đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp đền đáp ơn sâu nghĩa cả của mẹ. Cho nên Đức Phật mới nói kinh Vu Lan, Đức Phật mới nói kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Kính thưa quý vị, từ đó ngày lễ Vu Lan được hình thành bên cạnh sau cái ngày lễ an cư kiết hạ của chư tăng. Và trong ngày lễ an cư kiết hạ của chư tăng còn có một cái lễ nữa là lễ tự tứ. Lễ tự tứ đó là sau một cái khóa tu vì mẹ, mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng máu và con tim của chính mẹ. Mẹ là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nếu đời một bể bởi khổ mênh mông, với muôn ngàn đợt sống dồn dập, thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bờ bến hạnh phúc. Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất hết tất cả. Mẹ, mẹ vất vả mà chẳng nề gian khổ. Mẹ 100 tuổi, chỉnh con 80. Hình ảnh người mẹ hiền tần tảo. Một nắng mai sương lam lũ. Mẹ đã đánh đổi một thời son sắt tươi vui chỉ vì tương lai của con. Vì con sức khỏe hảo mệnh, vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ. Mẹ mong mỏi cho con khôn lớn, lập nên sự nghiệp với đời, trở thành người hữu ích cho xã hội. Đành cực nhọc vẫn nuôi con dạy, gạt ưu tư dầu giải thu đông. Nắng xe nám má xuân hồng, gót son tố nữ bùng phong kín rồi. Ôi, bút mực ngôn nào có diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đựng sao đầy hai miếng mẹ ơi. Mẹ chỉ mất hình hài, nhưng trong tim con mẹ là bất tử. Xin cài áo hoa hồng để tự hào mình mãi, có mẹ trong tâm. Hồng vàng dân Phật Pháp Tăng, hồng đỏ dân mẹ cha mừng Vu Lan. Tâm con giờ thật lặng an, biết rằng cha mẹ ngút ngàn chống con. Dạ, con xin mời ban cài hoa tuần tự đến trao hoa đến Sư Tôn Đức và Giới Tử.
mỗi vị sẽ nhận một đóa hoa và cài áo cho nhau. We would like to invite the flower team to hand out the roses first to the monastics and then to the rest of us. Please help each other to pin the flower on our shirts. Ladies and gentlemen, now that we all have a rose on our shirts, no matter if it is red or white, we still have our parents in our hearts and vow to live a meaningful life to make them happy.